Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Tuấn Long Review. Và hôm nay em Long sẽ lại chia sẻ cho các bác hai mẫu TV của Samsung, phân khúc TV cao cấp 65 inch mọi nhá. Và với cái tầm giá tiền từ 25 triệu đồng trở lên thì các bác nên lựa chọn con 65Q80B hay là con 65QL85B các bác nhá. Đây là hai mẫu TV tiệm cận nhau, một con là dòng Full LED và một con là Mini LED. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vài phút video rồi về dòng sản phẩm, hai dòng sản phẩm này, để xem có những đặc điểm gì giống nhau và khác nhau và giá thành của chúng nó như thế nào. Chúng ta nên lựa chọn con nào trong cái thời điểm hiện tại bây giờ các bác nhé. Các bác nhìn thấy là cái con Mini LED bên này em đang quay này, cái màn hình nó giật giật đấy. Còn con phía bên này là con TV 65Q80B, cái này là do bóng hình, khi mà nó lên màn chiếu thì nó có hình giật sáng như vậy thôi các bác nhé. Còn theo bác đứng trước màn hình thì không có hình như vậy. Ok, em sẽ đi phân biệt cái thiết kế bên ngoài cũng như là cái tính năng bên trong cho các bác hai con này. Các bác nào thấy video của em hữu ích thì cho em Long xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất ạ. Xin cảm ơn tất cả các bác. Đây các bác nhìn thấy là ở trên màn hình thì nó có những cái bóng điện này. Ở siêu thị rất nhiều bóng điện nhé, nên là có những phần phản chiếu. Thiết kế của hai con này thì đều là dòng thiết kế tràn 4 viền mọi người nhé. Đây, em quay cho các bác cái viền cuối cùng đi. Ở góc này thì các bác sẽ nhìn thấy cái phần viền của nó này. Viền mất rất mỏng mọi người nhé. Đây ạ. Cái viền rất mỏng. Cái phần viền này thì là được thiết kế tràn cho các bác là 4 viền trên cả QV Q80 và QL85. Và viền của nó là hoàn toàn bằng kim loại. Một con là viền màu bạc và một con là viền màu đen. Viền màu đen xám, đen xám không nhá. Và hoàn toàn bằng kim loại, nó được thiết kế tràn ra. Và như logo Samsung thì nằm ở góc này. Dưới nó có một cái đèn, một cái nút bấm nguồn. Đấy. Chân của con này thì được thiết kế chân màu kim loại và là hình lục giác. 2, 4, 6 hình lục giác các bác nhé, hình lục giác. Và chân của con Q80B ở phía bên này là chân hình chữ nhật, hình chữ nhật đều bằng kim loại rất chắc chắn và rất lặng rồi nhé. Nó lặng để nó giữ cho cái TV này nó không bị có đổ ngang đổ dọc hay là gì đó, rất chỉ cân bằng. Thiết kế thì đều rất đẹp rồi, tuy nhiên có một điểm khác biệt về phần thiết kế, đó là khi mà các bác nhìn về phía bên ria sườn, ria sườn các bác sẽ nhìn thấy là con này đây, con QL85 sẽ được sở hữu khung thiết kế iSlim siêu mỏng. Còn con phía bên kia nó không được iSlim siêu mỏng mà cái phần nắp sau lưng của nó lồi ra. Để em sẽ hình dung cho bác phía dưới này, các bác dễ hình dung nhé. Đây, con QL85 thì nó sẽ là nắp sau lưng mỏng nhỉ. Còn con Q80B thì cái nắp sau lưng của nó sẽ lồi ra như này các bác nhé, nó lồi ra nhỉ, nó không được mỏng, không được mỏng giống như là QL85. Đấy, riêng đặc thù của con Q80B thì nó lại như vậy. Chỉ duy nhất Q80B là lồi thôi, còn Q60, Q70 nó lại phẳng. Đấy, các bác để giúp em là như vậy, nó lại phẳng. Ok, thì về đấy là về phần thiết kế bên ngoài, chúng ta có thể nhìn sơ qua được và nhận biết được hai dòng sản phẩm TV này. Về tính năng bên trong, mọi người nhé. Về công nghệ đèn LED là quan trọng nhất đối với dòng TV thì chúng ta có Q80B là dòng Full LED. Và con QL85B là dòng Mini LED. Vì sao lại gọi là Full LED và Mini LED thì em sẽ phân tích cho mọi người xem sơ qua thôi. Đối với dòng Full LED thì các bác để giúp em là nó có chia ra loại những loại bóng hình. Ví dụ như là những dòng chạy LED là LED viền. Đấy, con này là dòng chạy LED nền. LED viền là sao? Là bóng hình của nó sẽ dàn trải ở 4 viền của TV. Và nó phản chiếu ánh sáng vào phía bên trong. Thì những cái điểm ánh sáng ở màu sắc ở phía bên trong chính giữa màn hình hoặc là không gian bên trong nó không được sắc nét bằng những dòng nét lèn giống như Q80B ở đây. Với Q80B thì các bác sẽ thứ nhất là chúng ta có bóng hình nó dàn trải đều trên TV, gọi là full array LED, thì gọi là bóng hình dàn trải đều và full mọi người nhé. Full là dày đặc thì giúp cho chúng ta có một chiếc TV nó độ sắc nét ở tất cả các điểm ảnh trên TV nó đều đồng đều hơn và sắc nét hơn. Còn để về nói về con neo QLED này thì vì sao nó lại gọi là Mini LED? Mini LED nó vẫn sẽ là dòng TV chạy LED nền, và móng cái người ta đặt cái khái niệm là Mini LED, tức là mini là nhỏ, thì nó vẫn là dòng full ở đây và là bóng hình của nó dàn trải đều trên TV và nó có mật độ bóng hình nhiều hơn, dày đặc hơn con TV Q80B mà móng hình của nó nhỏ hơn mọi người nhá, nhỏ hơn. Thì chính vì vậy người ta gọi là mini, mini là nhỏ và nhiều. Nhiều bóng hình nó giúp cho chúng ta có hình ảnh nó càng chi tiết hơn và sắc nét hơn. Đây các bác nhìn thấy màu sắc nó sẽ rực rỡ hơn. Khi các bác bật hai video cùng một lúc thì nó cùng một nguồn gốc thì nó sẽ làm sắc nét hơn.
Ở đây thì em không được, mỗi một TV nó có một cái video demo khác nhau nên là nó hơi khác nhau một chút. Đấy, về độ công nghệ về HDR thì con QL85B này HDR của nó là 24x lên đến 1500 lít cơ. Còn đối với dòng này thì là công nghệ HDR của nó là 12x thôi, 12x thôi rồi nhá. Vẫn là 1200 nhưng mà công nghệ của nó là 12x. Con này là 24x, tức là độ sắc nét của nó là gấp đôi. Các bác nhìn thấy này, khi mà chiếu vào nó phản chiếu cái đèn ra nó nhấp nháy. Đấy, màu sắc thì rất tươi sáng. Cái con này màu sắc em đảm bảo các bác là màu sắc rất tươi sáng. Đấy, hai con này thì đều có âm thanh vòm OTS Line và OTS Line cộng đầy đủ cho mọi người. Hệ điều hành thì sẽ là hệ điều hành của nó là TizenOS năm 2022 trên cả hai con. Màn hình thì đều là màn hình chấm lượng tử. Nó sẽ giúp cho chúng ta có màn hình tươi sáng hơn những dòng TV mà chỉ là màn hình 4K thông thường. Đây là hai cái hệ điều hành chính trên dòng cả hai dòng sản phẩm TV này các bác nhé, hoàn toàn giống nhau. Về trải nghiệm cái phần ứng dụng cũng như là các kho giải trí trên hai dòng TV này thì nó đều là giống nhau thôi. Các bác sử dụng nó là hoàn toàn là như nhau. Đây em sẽ vào cho các bác xem. Đấy. New VIP này, YouTube này. Đấy. Các bác sẽ nhìn thấy là cái tốc độ xử lý của con QL85 nó sẽ nhỉnh hơn một chút mọi người nhé. Nhỉnh một chút. Đây em sẽ tự tắt đi bật lại cả hai con này, các bác sẽ biết được là hai con này sẽ bật nhanh hơn không. Đây. Em tắt đi nhé. Em bật lên. Đấy, em chút để bật lên nhé. Đấy. Nó sẽ con QL85 nó sẽ nhỉnh hơn một chút thôi. Các bác sẽ đấy, nó hiển thị lên cái kia trước đúng không? Cái kia sau đúng không? Đấy, các bác sẽ nhìn thấy là QL85 nó sẽ vào nhanh hơn. Đấy, tốc độ xử lý nhanh hơn, em bấm cùng một lúc thì cái con kia nó sẽ vào chậm hơn một chút. Thì đối với càng cấp độ cao thì chúng ta sẽ đối với càng cái model cao thì cái độ sắc nét này, thiết kế này và tính năng nhanh nhạy nó sẽ tốt hơn. Thì đối với hai dòng này thì hiện tại các bác có thể lựa chọn một trong hai. Thì bên em đang lựa chọn là con QL80B. QL80B thì 65 inch bên em đang bán với giá là 25.570.000. 25.570.000 cho 65Q80B. Còn 65QL85B bên em đang bán là 34 triệu đồng. Đấy, 25 so với 34, chúng ta chênh nhau của nó gần 10 triệu đồng các bác nhá. Thì các bạn nào đang có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website là ecomax.vn mọi người nhá. Đấy, số điện thoại là 0974178586, website là ecomax.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.